Vì sao người Mỹ làm việc không ngừng dù đã trở thành tỷ phú giàu có? Bạn làm gì? Khi ai hỏi câu hỏi này, bạn có thể đưa ra vô số câu trả lời. Bạn có thể nói về vai trò làm cha, mẹ của mình, hoặc có thể kể đến hàng đống việc bạn đã làm để duy trì cuộc sống gia đình. Bạn có thể liệt kê những sở thích của bản thân. Tuy nhiên tại Mỹ, ý nghĩa thật sự của câu hỏi đó là bạn làm nghề gì? Có điều gì đó vô cùng mạnh mẽ và khai mở trong cách chúng ta hỏi bạn làm nghề gì trong nền văn hóa Mỹ. Đó là cách để hỏi mục đích của bạn là gì. Giống như một người nhìn vào cỗ máy lạ hoắc và hỏi cái này để làm gì? Chúng ta thường hỏi câu hỏi đó gần như ngay sau khi gặp một người nào đấy. Bạn đến từ đâu là câu hỏi đầu tiên, và sau đó là bạn làm gì? Những câu trả lời giúp chúng ta đánh giá được con người đó, cũng như có chủ đề để nói chuyện. Hầu hết với phần lớn người châu Âu đều thấy khó hiểu khi thấy người Mỹ tiếp tục làm việc chối chết dù đã kiếm đủ tiền để sống sung túc đến cuối đời. Đối với họ, chuyện ai đó tiếp tục đi làm vì yêu thích công việc là điều khó hiểu. Người châu Âu thường có 6 tuần nghỉ phép mỗi năm, còn ở Mỹ thường là 2 tuần. Nhiều người đi du lịch vẫn đem theo công việc, hoặc thậm chí không đi du lịch nhiều năm liền nếu họ đang xây dựng sự nghiệp. Đây là cách người Mỹ làm việc từ thuở khai sinh của nền văn hóa. Khi mà tổ tiên của người Mỹ đến châu Mỹ và khám phá ra một vùng đất vô cùng rộng lớn chưa được khai phá, suy nghĩ đầu tiên của họ không phải là uống tí trà nào, mà là hãy làm việc thôi. Có cả một tân thế giới để kiến tạo, và thế giới đó không tự nhiên mà thành. Các thành phố cần được dựng lên, phía Tây cần được mở rộng. Những nguyên lý cơ bản của một nền chính trị táo bạo cần được đưa vào thử nghiệm. Hồi đó không có thời gian để rông dài, và rõ ràng đến bây giờ người Mỹ vẫn như vậy. Họ làm việc nhiều giờ hơn người dân của bất kỳ nền văn hóa nào khác. Người Mỹ tôn vinh lao động và biến những doanh nhân thành đạt thành những người nổi tiếng. Donald Trump và Bill Gates là những ngôi sao. Stephen Covey, Jack Welch và Lee Iacocca là những tác giả ăn khách bậc nhất. Thay vì lười biếng ơi xin chào, những cuốn sách bán chạy nhất tại xứ sở cờ hoa là 7 thói quen của người thành đạt và từ tốt đến vĩ đại. Những ông chủ tỷ phú của các đội bóng như George Steinbrenner và Mark Cuban cũng được đưa tin thường xuyên như các vận động viên của họ. Với người Mỹ, công việc có thể khiến bạn cảm thấy mình giống như một nữ hoàng, mình là người quan trọng, hay mình đã đạt được mục đích. Công việc có thể khiến bạn cảm thấy như thể đó là tất cả những gì bạn có. Nếu mất đi công việc thì bạn chẳng còn gì cả. Đối với họ, công việc không chỉ đơn giản là thứ bạn làm để kiếm sống hay vì bạn buộc phải làm. Dẫu cho bạn không thích công việc của mình, nó vẫn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, tầm ảnh hưởng định nghĩa cả cuộc sống. Câu hỏi bạn làm gì sẽ có thêm một ý nghĩa nữa về bản chất của người Mỹ khi nói một ai đó rằng cô ta làm gì để kiếm sống. Tức là chúng ta đang hỏi cô ta là ai. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng họ chính là những gì mà họ làm trong nghề nghiệp của mình. Vì sao những người thất nghiệp lại thường suy sụp khi không có việc làm? Bởi vì họ không biết phải làm sao để trả tiền hóa đơn chăng? Tất nhiên. Tuy nhiên, ở mức độ sâu hơn, đó là vì họ tin rằng nếu họ đang không làm gì cả, tức là họ không là ai hết. Vì công việc đồng nghĩa với chúng ta là ai, nên hoàn toàn dễ hiểu khi nghề nghiệp lại có ý nghĩa quan trọng đến vậy đối với người Mỹ. Nếu họ cảm thấy công việc của mình vô nghĩa, thì chúng ta là ai cũng trở nên vô nghĩa theo. Nếu họ cảm thấy hứng khởi, nếu chúng ta tin rằng công việc của mình thật sự có giá trị đối với công ty đang làm việc, kể cả nếu công ty đó là của chính bản thân chúng ta và đang làm điều gì đó đáng giá trong công việc của mình, niềm tin đó sẽ củng cố nhận thức của họ về bản thân.
Có lẽ đây là lý do chủ yếu tại sao những nhà tuyển dụng Mỹ lại coi trọng chuyện khiến cho nhân viên hài lòng và hứng thú trong công việc. Một công ty được vận hành bởi những người có nhận thức tiêu cực về bản thân thì khó có thể hoạt động tốt được. Người Mỹ hiếm khi dễ dàng chấp nhận nghỉ hưu và họ có niềm tin mãnh liệt rằng khả năng của bạn được đánh giá bằng thành tích gần nhất. Một tỷ phú vẫn làm việc 60 giờ một tuần vì ông ta cần liên tục khẳng định mình là ai. Một giám đốc vừa được thăng chức liền nâng cao cường độ làm việc của mình vì cô ta đã nhìn thấy cơ hội được thăng chức tiếp theo. Văn hóa làm việc cũng giải thích tại sao người Mỹ lại tôn vinh những doanh nhân siêu thành đạt. Họ yêu thích câu chuyện về việc Bill Gates làm việc cật lực trong nhà để xe của mình, nảy ra một ý tưởng xuất sắc và trở thành người giàu có nhất thế giới. Vì câu chuyện này củng cố cho quan điểm rằng việc chúng ta là ai không có giới hạn. Những triệu phú làm giàu từ hai bàn tay trắng là nguồn cảm hứng cho người Mỹ, vì điều đó chứng minh rằng tất cả họ đều có thể làm việc chăm chỉ, tìm kiếm sở trường và tôi luyện thành một con người phi thường. Sống trên đời, rất nhiều người đều đã thất bại trước điều này. Giá trị và hạnh phúc của cuộc đời bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn có vượt qua được điều này hay không. Liệu đã bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống hiện tại có thực sự là điều mình thực sự mong muốn? Liệu có giây phút nào trong tâm trí bạn chợt nhớ về những ký ức từ nhiều năm trước, khi bạn của tuổi trẻ vẫn đang sụp sôi những hoài bão thanh xuân? Là do năm tháng hay do chính bản thân chúng ta đã tự vùi lấp những ước mơ của đời mình để lựa chọn an phận trên con đường bình lặng? Câu chuyện được đăng tải trên diễn đàn mạng dưới đây sẽ mang tới cho bạn câu trả lời. Chuyện của một thầy giáo tốt nghiệp đại học danh tiếng. Đêm 30 năm ấy, thầy Hà có nói với tôi một câu: "Tôi không nghỉ Tết nữa, tiếp tục đi dạy luôn." Khi ấy tôi thầm nghĩ, thầy Hà có vấn đề gì sao? Tôi và thầy Hà quen nhau cũng đã nhiều năm. Ban đầu tôi chỉ biết thầy ấy tốt nghiệp một đại học danh tiếng và đang viết một cuốn sách. Người biên tập sách của thầy vừa khéo cũng là bạn tôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Một người tốt nghiệp từ ngôi trường đại học danh giá như vậy, đáng ra phải thuận lợi tìm được công việc lương cao rồi từng bước thăng quan tiến chức, vậy mà thầy lại đi viết sách, cặm cụi đi lên từ hai bàn tay trắng với cây bút văn chương của mình. Tôi thật chẳng hiểu thầy nghĩ gì. Có một dạo tôi đăng ký mua rất nhiều chương trình học của thầy, cũng có cơ hội trò chuyện với thầy nhiều hơn. Khi cả hai đã thân thiết với nhau, tôi mới hiểu được mọi chuyện vốn không đơn giản như mình nghĩ. Thầy Hà từng là một học trò nghèo. Năm xưa, dù đã thi đậu trường đại học danh tiếng bậc nhất, nhưng thầy vẫn luôn cảm thấy mình yếu kém. Vì vậy, thầy đã quyết định dành ra nửa năm tự nghiên cứu phương pháp học tập, cuối cùng trở thành sinh viên đứng top đầu trong ngôi trường danh giá bậc nhất ấy. Sau khi tốt nghiệp đại học, thầy Hà đi làm cho một xí nghiệp quốc doanh. Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, tận sâu trong thâm tâm, thầy cảm nhận rõ đó hoàn toàn không phải là công việc mình mong muốn. Không lâu sau, thầy xin nghỉ việc. Một dạo nọ, thầy chuyển sang làm kinh doanh. Nhưng công việc ấy cũng không đem lại cho thầy cảm giác phù hợp. Và thế là người thầy ấy lại từ bỏ mức lương đã lên đến cả trăm triệu để tự mình lập nghiệp. Đây là lần thứ ba thầy Hà bắt đầu gây dựng sự nghiệp của đời mình.
Thu nhập cụ thể ở mức nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng những con số mà thỉnh thoảng thầy vô tình nhắc tới vẫn làm cho tôi không khỏi hâm mộ. Có lần tôi trêu thầy Hà, hỏi thầy vì sao học cái gì cũng nhanh, cũng giỏi như thế. Có phải thầy giấu bí quyết gì đó hay không? Nhưng đáp án tôi nhận được sau đó lại khiến tôi suy nghĩ mãi không thôi. Thầy Hà nói, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là giúp cho mọi người cùng học tập, cùng phát triển. Vì điều ấy, tôi có thể làm việc cả năm không ngừng nghỉ, chăm chỉ cố gắng, không ngừng nghiên cứu phương pháp, không ngừng đổi mới. Lại nhớ đêm giao thừa năm nay, thầy từng nói sẽ không nghỉ Tết mà làm việc luôn. Vậy ra những lời này đều là thật. Có thể bạn sẽ cảm thấy làm việc liều mạng cả năm như thầy Hà vừa tốn công vừa tốn sức, vừa phí hoài tuổi trẻ, thực chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, chẳng ai ép thầy làm vậy. Thế nhưng nếu một ngày bạn nhận ra bản thân khao khát điều gì đó, muốn tạo nên một thành tựu gì đó, mà vẫn thích ngày ngày tan tầm được ngồi xem tivi, Tết đến thảnh thơi uống trà, liệu có được chăng? Người phụ nữ sẵn sàng từ bỏ cương vị cao để lập nghiệp. Tôi có quen một người chị từng làm phó tổng giám đốc của một xí nghiệp quốc doanh, hiện đã từ chức để tự tay lập nghiệp bằng nghề sản xuất tương mè, mà em gái chị vừa hay cũng đang là đồng nghiệp của tôi. Khi mới quen, tôi cũng cảm thấy chị là một người kỳ lạ. Vào năm 29 tuổi, chị đã đảm nhiệm vị trí phó giám đốc của một công ty lớn. Vì cớ gì lại từ bỏ công việc mà mình đã phấn đấu cả chục năm để làm tương mè? Có lần chị từng tâm sự với tôi. Chị làm ở xí nghiệp nhà nước mười mấy năm. Đến một ngày, bỗng nhiên bản thân cảm thấy muốn đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút. Vậy mà giờ chị đã 40 tuổi rồi. Ở cái tuổi này, mọi người đều nghĩ chị nên tiếp tục an tâm công tác, chờ đến ngày công thành danh toại là ổn. Nhưng không ai hiểu được rằng chị cũng có những nỗi khổ và bất an riêng. Tất cả mọi thứ thuộc về công việc ấy đều đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Chẳng lẽ chị cứ phải lặp đi lặp lại những ngày tháng ấy tới năm 55 tuổi để nghỉ hưu hay sao? Đến đây chị lại nói, em cũng biết đấy, để hạ quyết tâm từ bỏ một công việc như thế là điều khó đến nhường nào. Bất kể người thân hay bạn bè đều khuyên chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Chỉ có chồng chị là ủng hộ. Đến bây giờ, tiền lãi hàng tháng từ việc sản xuất tương mè cũng thu về không tệ. Chị cảm thấy rất thỏa mãn. Khi kể chuyện này với tôi, điều làm tôi cảm nhận rõ ở người chị ấy chính là ánh mắt vui sướng và sự hài lòng không giấu đi đâu được. Tôi vẫn thường nghĩ ánh mắt sáng ngời nhiệt huyết như thế chỉ hiện hữu ở những người trẻ mang độ tuổi đôi mươi. Nhưng tiếc thay, thứ ánh sáng ấy rồi lại sẽ bị năm tháng dập tắt. Không phải tất cả mọi người đều có đủ dũng khí và cơ hội để một lần nữa chọn lại con đường cuộc đời như người chị 40 tuổi trong câu chuyện của tôi. Không phải tất cả chúng ta đều sẵn sàng từ bỏ một cuộc đời ổn định để lần nữa trở về vạch xuất phát trước sự phản đối của tất cả mọi người, chỉ vì bản thân ôm một giấc mơ mà ai cũng cho là ngớ ngẩn. Tôi lại tự hỏi, ước mơ là gì? Bản thân tôi cũng không biết định nghĩa sao cho đúng. Nhưng với mọi người, hầu hết ước mơ bắt đầu vào năm 20 tuổi, ra đi vào năm 30 tuổi, càng không nói gì đến độ tuổi 40. Ngày hôm ấy, trên con đường trở về nhà, tôi nói với chồng mình, chị ấy thật đáng để phục, không phải ai cũng có thể dũng cảm như vậy để làm điều mình mong muốn. Hơn nữa, chị ấy còn dũng cảm từ bỏ một công việc rất tốt. Tôi cảm thấy
mình nên cảm ơn người chị ấy, vì đã lâu lắm rồi tôi chưa từng gặp một người có thể nói lên ước mơ của mình với ánh mắt rạng ngời đến vậy, bao gồm cả chính tôi. Lại nhớ năm 20 tuổi, tôi thường hay nói với người khác về những dự định của bản thân mình. Tôi luôn cảm thấy mình có rất nhiều kế hoạch phải thực hiện. Nhưng những năm tháng này, tôi ngày càng ít nói về những mong muốn của bản thân. Vì tôi phát hiện có nhiều chuyện nói thì dễ, nhưng để làm được thì là rất khó. Ước mơ cũng vậy. Rất nhiều lúc ước mơ dường như chỉ có thể nói mà thôi. Liệu năm 30 tuổi bạn có giống như tôi, đều biết bản thân muốn làm điều gì nhưng lại cứ đợi mãi năm này qua năm khác? Kết quả mỗi ngày trôi qua đều trở thành ngày hôm qua. Đến khi người khác đã thực hiện ước mơ của họ, bạn liệu có thầm ghen tị và nghĩ rằng năm đó mình cũng vậy, chẳng qua không làm mà thôi. Đã không làm thì đến điều đáng để nuối tiếc cũng chẳng có. Tôi từng đọc được vài câu trích trên mạng thế này: người nghèo nhất không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ. Và hầu hết mọi người đều từng có ước mơ, nhưng cuối cùng họ lại lựa chọn một cuộc sống an nhàn. Câu trích ấy khiến tôi cảm thấy dường như đa số chúng ta trong cuộc sống này đều bị thất bại trước một chữ chờ. Nếu thấy bài viết này hay và hữu ích, hãy cùng chia sẻ đến mọi người bạn nhé. Chúc các bạn luôn có một cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.